Thưa quý vị và các bạn thân mến, thấy gì từ vụ 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài? Hàng giả, hàng lậu từ bên kia biên giới nhập lậu theo đường mòn, lối mòn vào Việt Nam qua biên giới trong nhiều năm diễn biến hết sức khó lường và khó kiểm soát. Không chỉ nhôm 4,3 tỷ đô la vừa bị phanh phui dư luận trong nước từng rúng động trước thông tin nhiều mặt hàng ở Việt Nam bị bóc mẽ, cáo buộc có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng đội lốt hàng Việt Nam như lụa khai siêu, hàng điện tử dân dụng hay các sản phẩm gỗ ván ép. Từ nhôm đến lụa và nguy cơ hàng điện tử gỗ đều có thể đội lốt. Vụ việc bắt giữ và lưu lại Việt Nam hàng triệu tấn nhôm của Trung Quốc chờ xuất đi Mỹ đã được phát hiện từ năm 2016 và đến nay vẫn đang trong quá trình xử lý. Tuy nhiên, đây không phải là mặt hàng duy nhất mà Việt Nam có nguy cơ bị lẩn tránh thuế từ Trung Quốc. Năm 2018, dư luận Việt Nam rúng động với việc thương hiệu lụa Khai Siêu, một thương hiệu được xem là sản phẩm cao cấp của Việt Nam được nhiều nơi làm quà tặng như Quốc Hồn, Quốc Túy bị làm giả. Mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhãn mác Made in China sản xuất tại Trung Quốc bị cắt bên cạnh nhãn mác Made in Việt Nam trên cùng sản phẩm. Vụ việc rúng động sau đó đã gây bão dư luận, thị trường tẩy chay doanh nghiệp bỏ thương hiệu, bỏ hệ thống bán sản phẩm này và thừa nhận đã cắt mác của sản phẩm Trung Quốc để dán mác hàng Việt Nam. Sau sự cố, niềm tin của người tiêu dùng Việt bị tổn thương và uy tín của thương hiệu Việt bị ảnh hưởng, theo khi một thương hiệu lớn như Khải Siêu cũng làm ăn gian dối. Với mặt hàng điện tử, điện gia dụng, Trung Quốc vốn được coi là công xưởng của các mặt hàng điện tử, nơi có đủ mặt của các sản phẩm xuất lớn từ Mỹ, Đức, Nhật hay Hàn. Chính vì vậy, việc chỉ sang Trung Quốc nhập linh kiện, thậm chí sản phẩm bán thành phẩm về nước lắp ráp, sau đó dán nhãn mác xuất xứ lắp ráp tại các thị trường nội địa hoặc xuất khẩu là chuyện đã và đang diễn ra trong môi trường toàn cầu hóa, chuyên môn hóa. Tuy nhiên, câu chuyện nhập linh kiện lắp ráp về rồi hoàn thành sản phẩm xuất đi nước ngoài được quản lý bởi nhiều quy định của pháp luật, cao nhất là của WTO với mức thuế ưu đãi tối huệ quốc MFN và quy tắc truy xuất xuất xứ hàng hóa nguồn gốc sản phẩm linh kiện CO. Điều này giúp cho các sản phẩm được quản lý chính xác nguồn gốc, xác định được đúng phần trăm tỷ lệ nội địa hóa ở mỗi quốc gia và từ đó xác định giá trị sản phẩm và cách áp đặt thuế quan, phi thuế quan. Nhưng đối với sản phẩm tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, câu chuyện xác định tỷ lệ nội địa hóa đủ để đạt tiêu chí sản phẩm đó được sản xuất, nội địa hóa bao nhiêu phần trăm, nghiên cứu tại Việt Nam nhằm dán nhãn Made in Việt Nam hay Product This by Việt Nam không có. Mới đây, sau vụ Asanzo bị tố nhập hàng Trung Quốc về bóc tem dán mác Made in Việt Nam, Bộ Công Thương mới xây dựng thông tư hướng dẫn. Ngoài lụa sản phẩm điện tử thì sản phẩm gỗ ép, ván ép của Việt Nam xuất khẩu cũng đang được cơ quan hải quan, lực lượng chống buôn lậu liên ngành của Ban chỉ đạo 389 quốc gia lưu ý trong thời gian qua. Theo đó, đã có hiện tượng nhà đầu tư vốn mỏng lập xưởng sản xuất nhưng thực chất là nhập gỗ thành phẩm, sơ chế qua, sau đó xuất đi hoặc tiêu thụ trong nước. Vì sao Việt Nam bị lợi dụng lẩn tránh thuế và xuất xứ? Độ mở thị trường Việt Nam hiện nay rộng nhất thế giới. Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 17 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương FTAs với các nền kinh tế, trong đó có nhiều hiệp định lớn với đối tác như ASEAN với EU, với các nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Úc, New Zealand. Tuy nhiên, bên cạnh việc giảm loại bỏ thuế nhập khẩu, hệ thống chính sách phi thuế quan của Việt Nam dù có song cơ chế sàng lọc ngăn chặn còn yếu kém. Bên cạnh đó, hàng giả, hàng lậu từ bên kia biên giới nhập lậu theo đường mòn, lối mở ở Việt Nam qua biên giới trong nhiều năm diễn biến hết sức khó lường và khó kiểm soát. Thông thường, các quốc gia là thành viên của WTO sẽ có hàng rào SBS, gọi tắt là kiểm dịch động thực vật, dịch tễ liên quan đến sức khỏe người và vật nuôi, và hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ BTB, ví dụ như Nhật Bản, lãnh thổ Đài Loan, khi Việt Nam là nước có dịch tả heo châu Phi. Các nước này đã cấm nhập các
loại sản phẩm chế biến sâu thịt heo như ruốc heo nhập vào các nước lãnh thổ này, trong khi đó việc quản lý hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ từ các nước vào Việt Nam vẫn đang là vấn đề nan giải. Bằng chứng là việc hàng loạt dây chuyền thiết bị cũ của Trung Quốc vẫn được nhập vào Việt Nam thông qua vốn đầu tư, dịch chuyển, mua bán, sáp nhập của các công ty Trung Quốc đối với các công ty Việt Nam, các ngành nghề mà Việt Nam sử dụng công nghệ cũ, công nghệ rác thải từ Trung Quốc nhiều năm qua, đơn cử nhiều nhà máy như xi măng, sắt thép, nhiệt điện, rồi đến sản xuất nhựa, tái chế nhựa, phế thải. Bên cạnh việc quản lý lỏng lẻo, sự chủ động vi phạm luật pháp, lách luật của các đối thủ ngày càng tinh vi hơn đã khiến Việt Nam dễ bị tổn thương trong các cuộc đấu trí về thương mại giữa các nước lớn. Đặc biệt, trong đó có việc nhiều nước đã trực tiếp trợ giá sản phẩm, trợ giá xuất khẩu nhằm cạnh tranh xấu, cạnh tranh bẩn hàng Việt Nam trên chính thị trường sân nhà, cũng như khiến các bạn hàng của Việt Nam cảnh giác nghi ngại. Việc ngành lĩnh vực xuất khẩu được chính phủ một số nước hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau đã khiến lợi thế quy mô, cạnh tranh của hàng hóa nước nhập khẩu vào Việt Nam có lợi thế rất lớn. Điều này khiến một số ngành hàng của Việt Nam khó cạnh tranh, thậm chí bị sức ép cực lớn. Theo các chuyên gia, Việt Nam có thể bị biến thành thị trường phụ thuộc vào các mặt hàng nhập khẩu chiến lược nếu không có giải pháp căn cơ chống hàng lẩn tránh xuất xứ, điều tra chống bán phá giá, điều tra việc trợ cấp từ chính phủ của các nước. Chẳng phải đến bây giờ, vụ hàng triệu tấn nhôm của Trung Quốc đội lốt nhôm Việt Nam mới được Tổng cục Hải quan Việt Nam phát hiện, mà vụ này đã được báo Wall Street Journal của Mỹ phanh phui bằng loạt bài điều tra vào năm 2016. Tờ báo này khi đó đã có bài điều tra về 500.000 tấn nhôm đùn là nguyên liệu sản xuất nhôm được chuyển từ San Diego, Mexico đến Việt Nam có liên quan tới công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn Cầu Việt Nam, trụ sở tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Bài báo điều tra của Wall Street Journal ngay lập tức được lan tỏa trên mạng xã hội ở Việt Nam và được một số tờ báo nhà nước dịch và đăng lại, tạo nên một làn sóng quan tâm khá lớn của dư luận về hiện tượng hết sức đặc biệt, không chỉ là treo đầu dê bán thịt chó mà còn là mượn đường diệt quắc rất bản chất của Trung Cộng. Nhưng vì sao vào năm 2016 và cả một khoảng thời gian dài sau đó, toàn bộ các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lại cứ câm nín trước vụ việc trên mà không có bất kỳ một động tác điều tra tới nơi tới chốn nào, dù đã có thông tin về những kẻ đứng phía sau doanh nghiệp Nhôm Toàn Cầu Việt Nam là người quốc tịch Úc gốc Trung Quốc? Còn cho đến giờ, nhờ một phát hiện của Tổng cục Hải quan Việt Nam, người ta mới biết rõ vụ nhôm Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam được thực hiện do một tập đoàn có công nghệ dây chuyền nhưng lại nhập khẩu nhôm thỏi, nhôm thanh, nhôm bán thành phẩm nhằm đưa ra các sản phẩm để xuất khẩu đi Mỹ và một số nước khác nhằm trục lợi từ chính sách thuế xuất. Do nhôm của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chỉ phải chịu thuế khoảng 15%, nhưng nhôm của Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ phải chịu thuế đến 374%, nên nếu vụ 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam trị giá 4,3 tỷ đô la được tiến hành chất lọt thì sẽ mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho những kẻ gian lận thương mại. Những kẻ đó là hai người mang quốc tịch Úc nhưng gốc Trung Quốc là Jackie Chung và Wang Tong. Vì sao Việt Nam bỗng sốt sắng điều tra nhôm gốc Trung Quốc? Điều có vẻ lạ lùng nhưng lại rất gần với thực tế là yếu tố góp công không nhỏ trong vụ phát hiện 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt nhôm Việt Nam không phải là Tổng cục Hải quan hay Công an Việt Nam mà là tàu Hải Dương 8. Bởi từ năm 2016 khi tờ Wall Street Journal phát hiện vụ việc trên cho tới trước tháng 7 2019, mối quan hệ Việt-Trung vẫn tạm hữu hảo và giới quan chức hai bên vẫn làm nhảm 4 tốt và 16 chữ vàng. Chỉ đến tháng 7 2019 khi Trung Quốc đạp kẻ đu dây Việt Nam té lộn cổ bằng động tác đưa tàu Hải Dương 8 cùng vài ba chục tàu hộ vệ cho tàu này quần thảo ở khu vực bãi tư chính của Việt Nam, thậm chí còn tiến rất nhiều vùng duyên hải của Việt Nam. Chân lý thật giản đơn mới lộ ra, giới cho bù Việt Nam cuối cùng cũng đã tìm ra một cách trả đũa bạn vàng bằng cách lôi vụ 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt nhôm Việt Nam ra.
Bên cạnh đó cũng có một nguyên do không kém nghiêm trọng là vào thời gian này nền kinh tế Việt Nam đang phải chịu nguy cơ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump xếp vào danh sách quốc gia gây hại đối với nền kinh tế Mỹ. Tiếp sau cáo buộc thẳng thừng kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất mà Trump chỉ đích danh Việt Nam. Nói là làm, chỉ ít ngày sau sự xuất hiện của cáo buộc trên, Bộ Thương mại Mỹ đã tung đòn đánh thuế lên sản phẩm thép từ Việt Nam có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan nhằm tránh thuế chống bán phá giá, với thuế suất có thể lên đến 456,23% một cú bồi tiếp theo. Việc Mỹ đánh thuế thép Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc lên đến 531% vào cuối năm 2017. Vì sao giới chức Mỹ trở nên nghiêm khắc với hàng hóa của Việt Nam? Từ cuối năm 2017, những đòn trừng phạt đầu tiên của Trump đã khởi động thoạt đầu là những cú tăng vọt thuế lên mặt hàng tôm, rồi sau đó là thép và cả nhôm của Việt Nam xuất sang Mỹ. Nhưng những đòn này vẫn chưa thấm vào đâu nếu nhìn sang tương lai đầy đe dọa, bắt nguồn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Bắt đầu từ năm 2018, Trung khởi động chiến dịch tấn công vào nền kinh tế Trung Quốc và có thể cả vào hệ thống chính trị độc tài của quốc gia đông dân nhất thế giới này. Chỉ ít lâu sau đó, một làn sóng ngấm ngầm di chuyển vùng đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam đã diễn ra. Còn đến khi Trung áp thuế cao ngất lên toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc, thì làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc đổ bộ về Việt Nam đã trở thành một phong trào thực sự. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có đến 2,2 tỷ đô la đăng ký vốn đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng nguồn cơn khiến Trung và nhiều quan chức Mỹ giận dữ nhất chính là chính quyền Việt Nam đã trở thành một nhân tố tiếp tay cho hàng Trung Quốc gắn nhãn Made in Việt Nam tràn ngập thị trường Hoa Kỳ. Trong vụ tung ra biện pháp trừng phạt đánh thuế thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc vào tháng 12/2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định rằng có đến 90% sản phẩm thép từ Việt Nam nhập sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong khi đó, ở Việt Nam, một số chuyên gia độc lập đã cảnh báo về việc nhôm tấm của Trung Quốc mượn đường Việt Nam sang Mỹ, nhưng chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam không có hành động cứng rắn gì. Không những thế, còn có lỗ hổng pháp lý và dường như bộ này cố tình để cho Trung Quốc tuồn hàng qua Việt Nam. Cũng có nghĩa là thặng dư thương mại của Việt Nam và Mỹ bao gồm cả giá trị hàng hóa thép và nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc, tức Việt Nam đã thông đồng với Trung Quốc để lừa người Mỹ. Nếu Mỹ siết các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên Việt, xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó là cá ba sa, tôm, gạo đã trở thành nạn nhân, đánh thuế lên thép và nhôm của Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, và cho dù chưa đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ nhưng vẫn xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần theo dõi về vấn đề này, giá trị xuất siêu hàng Việt Nam của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm. Lần đầu tiên mời Mỹ đến Việt Nam để điều tra. Không phải vô duyên vô cớ mà vào kỳ họp Quốc hội tháng 10 và 11 năm 2019, quan chức Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam phải vội vã cảnh báo, nhưng thực tế lại không chứng minh điều đó và ngược lại, châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Ai dám chắc chúng ta không bị trừng phạt khi xuất siêu vào Mỹ? Khi đề cập về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và việc rất nhiều chuyên gia dự báo rằng Việt Nam sẽ hưởng lợi, sẽ trở thành công xưởng mới của nền kinh tế toàn cầu, có thể hiểu cách nhìn và nỗi lo lắng của Lộc cũng chính là trạng thái tâm lý của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Hẳn đó là nguồn cơn mà đã khiến cho giới chốt bu Cộng sản Việt Nam phát sốt và phải tìm nhiều cách với thái độ ngày càng chân thành, hạn chế đòn đánh thương mại của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa của Việt Nam. Một trong những cách né tránh trên là cho điều tra gấp rút vụ 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam và phô trương kết quả điều tra ban đầu như một cách kể công với Mỹ. Nhưng tiến trình quan hệ Việt-Mỹ còn bay bổng hơn cả thế, cuộc điều tra này đã trở nên một trong số hiếm hoi lần các cơ quan chức năng Việt Nam dám làm rõ hành vi gian lận thương mại của Trung Cộng, thể hiện qua việc lần đầu tiên phía Việt Nam đã can đảm mời Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ tham gia vào cuộc điều tra này ngay tại Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.